là bao nhiêu cân? Không biết là bán theo con hai sen. Trên hai. Đỗ nha, đỗ ăn chè đậu đỗ nó hết đầy đủ. Mì miến một tí có đầy đủ hết. Có cam mê. Cá nhà nhỏ có. Cái này ví dụ cho mắm đun mà như người lớn mình ăn nó dễ. Thế nó hơi nhạt thôi. Bia nữa này. Bia này bia. Đấy chạy nhau rồi. Mắm. Đây cá. Đây cá. À đây còn đông lạnh không? Đi. Đi cho cô ấy đi. Tôm này, mua bịch. Hai sen. Ừ. Mua bịch nữa. Mấy chén nữa. Đi ăn tôm này, đi ăn tôm không? Ăn mực này. Ăn mực á? Đây là bạch tuộc. Đây là bạch tuộc nhé. Có mực đây mà, tin này, mực khô này. Đây là mực khô. Tôi đi quay xe xem nó làm gì nhé. Đây là bạch tuộc. Được á? Đây ăn gì sashimi hay gì à... để ăn sống đấy, giờ đó là hỏi Mẹ Thảo nhé. Chứ bây giờ không mua nhiều đồ quá rồi. Cá này. Con cá sau lưng con cái cá gì đấy? Cá to, sa ba này, cua cá to to hết. Đây là cái gì đấy? Anikama Gobo. Đi tìm mẹ. Hả? Tìm mẹ đâu? Đi tìm mẹ kìa. Đi chơi. Nhật mà nó là 20 mấy nghìn nhỉ, để tôi tính nhá, tôi tính tiền Việt nó là 20 gần 30 nghìn đấy. 30 nghìn đâu? Thì ông B đều cái quả gì ở đó? Cà chua. Đúng rồi. Nào. Cái này bao nhiêu nghìn? 30 nghìn. Ủa. Đặt chưa? 30 nghìn đâu? 30 nghìn. Này.
128 yên. Có số 100 nữa. 100 là số 1 đấy, đọc là 100. Có 3 số đấy, đọc là 128. Làm gì có số 5? Chú có đọc số 5 đâu, 128 mà. Cua á? Tin đi mua cua kìa, tin. Đi mua cua. Hôm nay kiểm hàng sao đông đông nhân viên. Ôi, hạt hạt hướng dương này. Đây. Hướng dương đấy. Đây hạt dưới này. Ăn một cái không? Ơ? Thạch đồ. Thạch 128 yên. Túi. Không được nhỉ. Không rồi nhá. Thế thôi. Bánh kẹo không muốn ở đâu, mua này thôi. Thế thôi, để tay vào để bố kể bố ra đây này. Đấy, đi theo mẹ đi thì mẹ xem mua ra mua cua kìa. Cái này mà cái con run khá rồi. Ăn tay múa không? Tại xe cá biển nhiều loại. Con này còn bé hơn. Đây có gì con này còn bé hơn. Đúng không? Bé hơn con đấy. Đâu? Đây. Đây, cái này mà. Cái này. Đâu?